Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục với cái series hồ bơi tại gia các bạn. Đây, cái hồ bơi của mình. Lý hôm nay cũng khá là đơn giản các bạn. Cả đám tụi mình sẽ thử thách chế tạo huyền các bạn. Huyền nha, chứ không phải là mấy cái bè các bạn. Huyền tức là một cái mà có thể chứa được đồ trên đó các bạn. Chứ bè hẳn ra không có đổ nước là được. Nói chung là tụi mình sẽ làm một cái cuộc thi chế tạo huyền. Mỗi người sẽ chế một cái. Sau đó bắt đầu xuống dưới hồ. Mỗi hàng đều xuống dưới hồ hết luôn. Bắt đầu tụi mình sẽ chơi một cái vòng quay gọi là vòng quay may mắn các bạn. Ví dụ như cú ăn đi, lượt nó quay cho được một cái cục sắt là 10kg thì nó sẽ được tặng một cái cục sắt 10kg bỏ lên thuyền của nó. Nếu như thuyền chìm thì thua lên bờ. Còn nếu như thuyền mà không chìm thì tới lượt người khác quay. Nói chung là tụi mình cứ quay vòng quay, bỏ sắt, bỏ đá, bỏ các kiểu rồi lên cho thuyền nó chìm các bạn. Ai mà sống được tới cuối cùng thì người đó sẽ thắng cái giải. Lần này là cái giải nó cũng đơn giản các bạn, đưa mình chỉ chơi 5 triệu thôi nha. Tại vì nó chỉ đơn giản là chơi thuyền, sau đó bỏ đồ lên thôi. Nên phần thi hôm nay là ai thắng là sẽ lượm 5 củ. Bây giờ mình sẽ chở cả đám tụi nó đi mua các vật liệu để dành chơi thuyền nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu nguyên liệu chế tạo thuyền của từng người nha. Đầu tiên là bạn Tú thì sử dụng một cái hùng các bạn. Một cái hùng. Sau đó nó mua thêm mấy cái banh. Để làm gì em? Thuyền gì ạ? Em không biết thuyền gì. Thuyền đá banh. Thuyền đá banh ạ. Còn tàu thì nó sẽ chế tạo thuyền bằng giấy các bạn. Nó sử dụng giấy, băng keo các kiểu rồi. Nói chung là nó làm thuyền giấy. Còn Hương thì gì em? Hương làm thuyền lao công. Thuyền từ mấy cái hùng các bạn. Mấy cái cây đồ của lao công hả? Cây lao công, hùng, hai cái hùng. Rồi ok. Bên đây là của mình các bạn, mình thì sử dụng mấy cái cây gọi là cái này là cái vàng hoa các bạn, cái mấy cây đó trồng hoa, cây hoa leo lên á, mày còn phụ phẩm với lại kẽm và cái kiểu mình làm thuyền kazak. Rồi tiếp theo là bạn ăn thuyền gì em? Em làm thuyền Titanic. 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 Mình thấy là có cái bàn mà một gọi rọi rừng rồi, bàn này gọi là bàn lắp ráp các bạn. Rồi mấy cái cục mút, rồi mấy mèn bằng thực phẩm luôn các kiểu. Vậy thì làm thuyền và thùng rác các bạn. Thùng rác. Đầu tiên là mình sẽ cuốn băng keo trước nha các bạn. Do là mình có nhiều kẽ hở quá trên cái bàn này nè. Rất là nhiều kẽ hở luôn. Nên mình sẽ cuốn băng keo lại, dán nó hết. Cho hết kẽ hở. Tiếp theo là mình sẽ cuốn cái mạng bọc thực phẩm này xung quanh cái chiếc tàu Titanic của mình nha các bạn. Mình sẽ cuốn hết luôn. Cho nước nó thấm vào và nó sẽ nổi lên. Rồi tiếp theo là tới cái thuyền lao công của mình nha mấy bạn. Trước hết là mình đã định hình được cái thuyền của mình là như thế này. Đó, đồ như thế này. Trước tiên là mình cặt mấy cột kia ngang trước. Rút thêm cái cây nữa, giống y vậy nữa là ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắn keo nến vào để cho hai cái hùng này mà hai hùng này nó dính nhau. Phải bắn keo nến vào. Đó. Khi cái keo này khô lại là nó sẽ dính nhau, mình kéo nó không có ra nữa. Còn mình thì lấy mấy cái cây cái vàng gọi là vàng hồng hoa các bạn. Mình nói là như vậy nè. Sau đó mình sẽ tụt hai đầu lại. Đó là giống như là một cái gọi là cái lồng heo các bạn. Mình sẽ làm như vậy, sau đó mình sẽ bọc mèo và thực phẩm vào và làm thành một cái thuyền kazak nha. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng mèo bọc thực phẩm để bọc cái thuyền kazak rồi các bạn. Nói chung là rất là đơn giản, làm cái sườn sau đó bọc cái mèo bọc thực phẩm vô thôi. Ok, cái đám tụi mình đã hoàn thành thuyền của mỗi người các bạn. Mỗi thằng đều có một chiếc thuyền riêng. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu hình phạt các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái hang nè, bánh xe, cục tạ 5kg, tạ 8kg, tạ 10kg. Còn này là tạ 10kg. Búa, bánh xe. Và cuối cùng là một cái hộp tiền các bạn. Trong đây là có những tờ tiền hên xui từ 10.000 cho đến 500.000.
Và đây là vòng quay nha, cứ quay vô cái gì thì sẽ được bỏ cái đó lên thuyền. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu thuyền nha. Đây là chiếc thuyền phong cách Kazakh của mình các bạn. Được chế tạo từ những cái hanh này gọi là cái vàng hoa các bạn. Cái bình quắn mày vào thực phẩm bên ngoài. Sau đó khoét cái lỗ, chút mình sẽ ngồi vô đây. Phía hai bên là mình sẽ có là hai cái hệ thống mà giữ thăng bằng các bạn. Cái này là bịch một cái đống snap các bạn. Nó nổi rất là dữ nên mình dùng để là giữ thăng bằng. Còn phía bên đây là cái đồ mà hở của con dĩ các bạn. Nó dán rất là nhiều mấy cái đồ wood dam nè. Nên mình sử dụng nó cho thuyền mạnh lên nha. Rồi tiếp theo là của con to các bạn. Đây là một chiếc thuyền được làm từ giấy cạc tông. Không hiểu là tại sao nó lại chọn cái cớ nghèo nàn như vậy luôn. Tại vì nó không có sáng tạo lắm nên nó chơi thuyền cạc tông nha mấy bạn thông cảm. Rồi tiếp theo là thuyền của cu dĩ các bạn. Thuyền này thì nó được chế tạo từ hai cái thùng rác. Nó ộp lại. Sau đó nó quấn vào thực phẩm và băng keo. Nó sẽ ngồi trong đây và nó sẽ lái. Nó dán mấy cái bé gái rồi nữa, rất là dễ thương nha mấy bạn. Ok. Tiếp theo là thuyền của cu Hương nha. Thuyền này thì mình vừa nhìn sơ là mình đã biết thiết kế từ những cái xô nước các bạn. Bởi vì tên của nó là thuyền lao công mà. Thuyền lao công hả? Còn có xịt sơ đó nè. À. Nó sử dụng hai cái xô ộp lại. Sau đó quấn đây. Để cho nước không có vô. Ở đây cũng như vậy luôn, hai cái xô ộp lại. Ngay giữa thì là cũng là một cái thùng rác cái gì nè các bạn. Rồi lấy mấy cây chổi đồ nói lại. Hoàn thành cái thuyền lao công từ mấy cái thùng nước. Rồi tiếp theo là thuyền của cô Tú. Đây là một cái thuyền mà thấy là khá là đơn giản các bạn. Nó sử dụng một cái thùng nhựa. Bên hông nó cột thêm hai quả bóng. Bên đây cũng có hai cái banh luôn để dành giữ thăng bằng các bạn. Sau đó ngồi lên và chìm. Chìm vậy anh. Rồi cuối cùng là chiếc thuyền chiến của ông Quang các bạn. Thuyền Titanic. Thuyền Titanic. Nó được chế tạo từ một cái bàn nhựa lắp ráp. Hai bên hông là có hai cái quả bơm nguyên tử làm từ hai cái thùng nước. Ngồi vô giữa đây. Màn bọc thực phẩm. Tất cả là đều bọc. Bảo phẩm sau đó ngồi vô giữa. Dạ đúng rồi. Sau đó nó chìm thì xong phi thôi. À đồ chậu chậu chị á. Lực chơi của cái thuyền này là chúng ta ngồi lên. Nếu như cái thuyền chúng ta nó mà nó lật là cũng tính là chìm. Dù không chìm nhưng mà lật thì cũng tính là thua nha. Dạ. Tại vì cái em hai cái thùng này làm sao mà nó chìm được không. Rồi ok. Ăn chạy trước luôn ha. Xin mời xuống. Hạ thủy nha, hạ thủy nha. Wow. Thấy là nó tạch nhớ tạch quá. Vô không rồi anh thả gì? Anh giữ đây cho. Rồi anh thả được xong tạch được rồi, xong rồi xong hoàng này đó đi đó nha. Đứng thở nha. Rồi ok, tiếp theo là cô Hương hạ thủy nha. Tu tạch rồi. Nói chung là của Hương tạch nha bạn. Thì cứ lã là 3 khúc rồi. Tiếp theo là cu dĩ nha. Lên. Chỉnh nha anh. Dạ ta chỉnh mà. Rồi sao nữa? Rồi tiếp theo là cái thuyền giấy rất là kinh khủng của con Toàn các bạn. Mình đánh giá cao á. Rồi lên em. Cứ ngồi đây chứ mình đẩy ra cho. Ngồi đây, cứ ngồi đi. Mới tuổi nè. Rồi ai nổi được. Dạ yeah, tại tội mới đứng á, anh nghĩ là anh đứng được rồi. Nè nhìn nè. Nó gã làm đôi. Nó chìm xuống. Nè được nè. Rồi tiếp theo là chụp cuối bạn. Mình lại làm chụp cuối nha. Đây mình sẽ hạ cái thuyền Kazakh. Có cái hệ thống cân bằng điện tử. Rất là ngầu cua luôn. Đang dịch đấy. Chưa hạt sợ thì chưa biết rồi chắc đi đi nha. Nè, thôi nè.
Tu để ra, tu để ra, tu để ra. Thôi nó cầm mặt. Để cây nè. Rồi nắm nhẹ cái cây á. Ừ, để ra giữa coi, quay đầu lại coi, quay đầu lại coi. Để ra coi. Đụng ăn giờ, quay trước nè. Em nhịn được mà. Để anh ra, đúng rồi, để anh ra. Đó, nhìn nè. Không được. À, nói chung là cái trò chơi hôm nay là thất bại các bạn. Cả bầy tụi mình 6 thằng mà chỉ có duy nhất là mình với ăn nổi thôi à. Nè, nổi nè. Nổi nè. Chấm hỏi. Nói chung là cái video hôm nay là thất bại rồi. Bỏ các bạn, lặp lại từ đầu. Có mình với ăn nổi chơi chán lắm bạn. Mình với lại mình biết chắn là mình thắng luôn rồi. À đồ, nè em có một cục tạ biết sao đích. Ơi, 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 chưa, chưa được. Rồi rồi, dữ hả? Té không được nha. Thôi ok, bây giờ tụi mình sẽ làm lại bạn. 2000 years later. À, và sau một ngày hoàn thiện thì tụi mình đã làm xong đợt 2 các bạn. Huyền của mình vẫn là huyền Kazakh, nhưng mà được chế biến thêm một cái cục xốp bên hông bạn, cho nó tăng thêm cái độ nổi nha. Rồi tiếp theo là cu ăn, nó biến tấu thêm một cái hành ngang ở đây và một cái hùng nước bự cho bá trước nữa. Bây giờ là huyền nó là ba hùng các bạn. Huyền ba hùng Titanic. Nói chung là cô dĩ là nó sử dụng cái hùng rác nó cặp đôi lại. Sau đó hai bên hông thì nó quắn thêm hai cái cuộn xốp các bạn, thành một chiếc phi thuyền vũ trụ luôn. Mà mình nghĩ là tỷ lệ mà cái này nó thành tàu ngầm rất là cao nha. Tại bữa đợt một đó là làm tàu ngầm rồi. Rồi tiếp theo là cô Hương. Lần này Hương chơi cái hùng bự hơn các bạn. Hùng bự cho má nó khỏi nằm được luôn kìa. Đây là đặt tên lần 2, Huyền Lao Công phiên bản nghiêm túc. Ồ thì Hương nó nghiêm túc. Anh thấy nó có nhiều mấy cái hùng nước hơn nè. Ồ. Có đem đồ ăn hay gì đó, Long Công mắc gì đem đồ ăn theo. Tại vì tôi nghĩ là trận chiến này nó sẽ rất là dài, nên mình phải tận dụng đồ ăn. Cây chuối Việt Nam, kính cát. Wow. Rồi khô mật nè, cà phê để dành cho tỉnh táo. Có cái đồ dẻ đó nè, đúng không? Này để dành lau hồ đúng không? Chuẩn. Nói chung đây là cái thiền Long Công phiên bản nghiêm túc các bạn. Rồi tiếp theo là Tò. Cái này gọi là một cái võng ship duy lợi bạn, một cái võng ship. Sau đó nó sử dụng những cái cây nó cột vô, sau đó quấn này bông phẩm xung quanh cái võng xếp này. Hoàn thành huyền võng xếp. Nhìn giống mấy cái huyền của mấy thằng Ai Cập á, Babirut. Rồi cuối cùng là bé Toàn. Vậy. Ủa lộn. Cuối cùng là bé Tú các bạn. Vẫn là cái hùng nhựa khổng lồ này, nhưng mà lần này được nâng cấp theo hai cái cuộn này gọi là xốp các bạn, xốp của yoga, bốn cuộn cột hai bên hông. Bỏ bốn cái bánh đi. Rồi lần này ai chơi trước? Anh ăn. Ăn nha. Rồi phải tiếp tục là ăn nha các bạn. Anh thả nha, thả sao một tay mẹ nha. Rồi. Sao nghiêng dữ đó? Sao nghiêng không, em thiết kế về chút bỏ mấy cục tạ bỏ phía sau. Ồ, ai quy, ai quy, ai quy. Rồi tiếp theo là cu dễ. Đẩy tới luôn ha. Đẩy ra, đẩy luôn nha. Đây. Ngồi, ngồi nghiêm túc đi, kèo vô nha. Ok anh. Sao nặng dữ vậy? Tạo anh, tạo anh. Nó chìm kìa. Đủ hả hủy luôn kìa. Ghê ta phiên bản nghiêm túc. Rồi tiếp theo là Hương hả? Cho nó ra bên kia ló biến thôi. Ok leo lên đi. Anh đẩy cho. Anh đẩy cho ra luôn đi. Đẩy luôn hả? Rồi ok. Ê em dính đây rồi. What the... Wow. Trời ngon lành. Quá dữ. Quay mặt lại cho các bạn coi mặt rồi chứ. Đúng rồi. Em quay rồi, tiếp theo là Toàn. Kính này Toàn. Rồi. Hiền này là hiền ba virus nha bạn. Rồi, mời Toàn. Chừng đập đầu gớt hàm răng à. Ngồi xuống. Ngồi xuống luôn. Ngồi bạn xuống. Ôi đưa đứng ngồi kia. Còn bên kia miếng eo chưa các bạn hết à? Còn bên kia miếng. Bên kia miếng, nặng bên kia miếng. Đúng rồi. Toàn đâu có giữ thằng bạn. Sao à? Ôi xong rồi, ba virus rồi. Chưa. Dính nó vào rồi. Dính nó vào gì vậy? Sao? Đó, ghi quanh kia mấy em, ngã gù ở đây nè. Rồi. Thôi không được. Nếu chỉnh thì được. Toàn té tập 2. Rồi, toàn tạch tập 2 các bạn. Không còn cơ hội làm lại cuộc đời nữa nha. Lên bờ luôn em ơi. Quá buồn. Rồi, tiếp theo là bé Tú. Ngồi lên, đẩy xuống nha. Bé Tú.
Chậm 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 thôi. Wow 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 wow. Oh lai lai. Chạy tốt tốt tốt. Rồi rồi rồi. Quay đầu lại nè cho lên hình đẹp nè. Hai cái độ nhìn ngã ghê vãi. Rồi cuối cùng là tùm cuối bạn. Huyền Kazakh. Ủa này anh đi sao quên rồi. Thấy người dịnh. Quay lại ừ. Toàn dịnh mấy đứa. Nãy dây lẹ rồi. Rồi lấy tới miếng. Không chịu. Oh my god. Oh my god. Sao dịnh nở hên như vậy. Thôi 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 anh chuyển em đi hả. Rồi. Ê, đừng dùng nước chứ. Anh muốn quay đầu, anh muốn quay đầu. Đây, để em quay đầu cho. Đó, mới lên hình vậy chứ, ăn ảnh chứ. Rồi. Rồi, sao của anh dám giải u của anh? Nước còn kẹp. Ghê hả? Thôi anh nấu ai nước rồi anh? Rồi ok, bây giờ cái đám tụi mình sẽ chơi theo kiểu vòng quay các bạn. Quay vào cái gì thì chơi cái đó nha. Rồi, toàn quay nha. Bảo đâu đó quay bảo. Đầu tiên là ăn trước nha. Quay nhẹ thôi. Vô gì chơi đó nha. Tập kỹ rồi. Rồi cái này tập kỹ không à? Đúng rồi. Rồi cho phía sau. Rồi nghe lưng hả? Không nghe đó. Rồi what the. Căng bằng liền, căng bằng liền. Rồi tiếp theo là cu dễ nha. Quay luôn. Cu dễ chơi được mấy ký đây? Ba xô. Ba xô nước nha, mấy cái xô đó kìa Toàn. Đợi vô. Hai xô cuối cùng. Xô đầy cho Toàn. Rồi, đầy luôn. Rồi, cắt giữ em luôn, cắt giữ em. Rồi, tiếp theo là Hương. Tiếp theo là cu Hương nha. Toàn quay cho Hương luôn. Qua được. Rồi, tiếp theo là Tú. Vô luôn. Tú được cái gì đây? Một cái búa. Trời ơi, chú nhẹ hiều. Chú nhẹ ba miếng gì. Rồi tới lượt mình nha, quay Toàn. Quay bắn Toàn. 10 ký. Đừng, qua lượt. Qua lượt. Rồi 8 ký. Ủa, trả kìa. Ồ, Toàn tập tạ. À, thấy hiền anh lên nó lúng xuống kìa, nó lúng xuống kìa. Nó lúng xuống kìa. Dung kìa, dung kìa. Oh my god. Bạn tu được, bạn tu được. Rồi, lượt 2 là của ông cụ An nha. Quay luôn Toàn. Cái đó là quay sau thấy gì. Mấy ký bảo? 3 xô nước. 3 xô nước. Rồi, bạn An chuẩn bị tiếp 3 xô nước. Ôi, nó lạnh vậy. Rồi nó chìm rồi, nó chìm xuống rồi. Vẫn được, vẫn được, vẫn chơi được. Rồi tiếp theo là cu Dĩ nha các bạn. Toàn sẽ quay cho thằng Dĩ nha. Vô. 5 ký. Rồi tới Hương nha, lần này là của bé Hương nha. Quay luôn, 10 ký. 10 ký. Cái hang. Cái hang này nặng thì cũng ít nhất cũng phải 20 ký chứ hả? Từ từ. Toàn cái thông nổi luôn mà. Rồi qua lượt. Tiếp theo là Tú các bạn. Quay luôn. Một xô nước. Cái này cứu Tú rồi. Tiếp theo là lượt của mình các bạn. Quay luôn Toàn. Qua lượt. Đâu tiền? Vô góc coi. Tiền hả? Chính giữa luôn anh ơi. Thôi cho quay lại luôn, cho quay lại luôn. Vô. Trời ơi. Qua lượt hay là tiền không vô mà vô 5 ký. Mà tính ra là anh được 13 ký nên thiệt ra rồi mày. Ghê hả thiệt anh? Khỏe vậy? Ừ 13 ký chưa xin ơi. Ok, vẫn rất là khỏe luôn. Rồi quay tới về lượt của cu An nha. Quay luôn em. Bánh xe bánh nhỏ. Tao bánh được luôn. Bánh xe nó dừng nửa ký chị. Qua lượt. Ở đây tôi thấy nó bằng qua lượt rồi. Qua lượt luôn. Yeah. Ghê. 5 ký.
5 kg. Cái hang này nhẹ cái hang nhiều luôn, hang chắc cấp 3 muốn bán rồi, muốn làm gì? Một xô nước. Một xô nước. 3 xô. 3 xô nước. Càng quá. Một xô. Liệu có chìm không anh? 2 xô. Xô cuối cùng. 3 xô. Không xin nhờ. Thì bắt tử rồi. Okay, okay, con. Rồi tiếp theo là của cô An. Quay nhẹ với em, 2 xô nước. Tự xử luôn em. Tự xử luôn em. Để tự sống. Thầy đó tự xử cái chìm luôn vậy. Còn nó lạnh kìa. 1 xô. Trong ơi, trong ơi. Được rồi, được rồi. Không cần phải lay gì đâu. Đường nào cũng chìm à. Đường nào cũng chìm. Rồi tiếp theo là cu dĩ. Qua dĩ luôn. Ra con máy, con bé về ra tiền. Tiền. Wow. Wow. Sao vậy? Ôi. Ôi. Lựa nha. Mời ghen đưa ra cho bạn coi chứ. Đây đây. 10k. Vậy được 10k bạn. Bánh xe lớn đúng không? Bánh xe lớn bạn ơi. Ủa nhà heo hả? Ờ. Được rồi. Gì vậy? 5 kg. 5 kg. Bao nhiêu hết 5 kg? Còn cũng 5 kg. Cô cục. Rồi. Mày đi né cho anh chìm coi. Anh lặn không đập đầu vô mấy cái này mày chết chết. Hết rồi, thua rồi. Bao. Mày đi né ra. Chìm ơi, chìm ơi. Vậy anh vẫn còn chơi được không à? Chơi được. Kéo luôn rồi. Titanic. Dạ. Không gạt. Giờ về chết nhau rồi, ngã trúng thôi. Mình đã bị máy bay địch ném bom các bạn ơi. Mình đã hy sinh. Bây giờ mình sẽ lên làm biên tập viên. Nói chung là mình đã hy sinh rất là anh dũng bạn. Chết đầu tiên luôn. Nhục kinh khủng luôn. Không sao, mình lên mình làm người bình luận cho nó hay nha. Chứ thằng Tòi chứ thằng Bảo nó không biết bình luận các bạn. Thằng Tú quay gì được 5 kg. Đúng rồi. Làm sao nha anh? Yeah. Nè. Để đâu? Đằng sau. Sao kỳ hả? Anh thấy là sao em nặng lắm hả? Không, nặng nặng nhiều luôn rồi. Không sao, không sao. Lên đi, lên đi, lên đi. Đúng rồi, nghe. Không, có nước đằng trước rồi. Mời bé ăn quay. 2 xô nước. Nữa hả? Đúng rồi, 2 xô nước. Trời ơi, lạnh chưa? Ủa, vậy mới đẹp. Rồi, tiếp theo là lượt của cu dĩ nha bạn. Quay em. Tám ký. Rồi hãy đào cho em 8 kg. Đủ thì anh giữ vậy. Ghê hả? Để coi 13 kg rồi. Vẫn chưa gì chơi. Một xô nước. À, một xô nước tao ơi. Huyện của Hương lần đầu được ướt bạn. Nhìn nè, Hương queo luôn. Tạm. Đúng rồi, tạm cho ướt tao. Tạm. Đổ hay chuẩn hết à. Thì ra sao đổ vô đúng ngay chỗ này. 10 ký. 5 ký bạn ơi, 5 ký. Bỏ lên chân em nè. Đây đây đây. Bỏ lên chân, bỏ lên chân. Có chân xong được, anh trả cho em nè, em muốn làm gì làm nè. 13 ký. Ôi ôi ôi. Rồi em phải bỏ vô. Ok cho. Rồi. Tổ đâu đó đi theo mình để bạn. Rồi tiếp theo là lượt của cô An nha, giống em. 20 ký. Bánh xe lớn Toàn ơi. Rồi rồi. Đó ok. Gì được không? Rồi. Rồi tiếp theo. Bye bye. Chiều ơi. Vậy là thua rồi các bạn ơi. Thua rồi. Quay cảnh chìm cho anh. Quay cảnh chìm chứ. Thật rồi chú Lạc. Mẹ chỗ nằm cái đầu ăn rồi. Trời. Tại nó kia đâu. Đùng. Ở gớt nè. Ủa em nghe cái bịch luôn á. Rồi gì đâu. Rồi. Rồi nói chung là chúng ta đã có người hối ai là cô An nha. Xuống lấy tạ luôn anh. Xuống lấy tạ luôn. Tới lượt cu dĩ nha. Vô em. 10 ký em ơi. Mấy ký anh. Em gung quá anh. Mấy ký. Bánh xe nhỏ. Chắc là may mắn. Rồi ok. Tới lượt cu Hương nha. Quay em. Xem Hương có gì.
Bánh xe nhỏ luôn. Này. Để sao thôi, để đằng sau ha, đằng sau được nè. Cái này nhỏ, cái này. Rồi. Không sao hết. Rồi tiếp theo là Tuấn vô luôn em. Tuấn không dám ở luôn rồi. Tuấn nó quá nhà tạ luôn anh. Một. Một xô nước. Nó sắp rồi, nó sắp rồi. Ba xô, ba xô, mém 10kg. Ba xô nước. Ba xô. Anh đi ra coi ai cho chống vô bờ nha em. Rồi, ba xô nước luôn. Phải rồi. Một xô nữa. Nó sắp gặp nước rồi kìa. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là của cô Hương. Mười ký, mười ký, mười ký. Thôi lại chúa. Lại chúa Hương xót. Không, không chịu, không chịu. Nó bằng mực nước thôi chứ chưa chịu. Rồi, tới lượt Tú của em. Để xem Tú được gì. 8 ký. Ây dồi. Thủ mà. Oh my god. Wow. Wow. Nó mất hết một cái rồi kìa. Nghe mộng quá. Nó sắp sắp chìm rồi kìa. Không chìm được đâu. Quá giỡn. Rồi tiếp theo là Dĩ Lương Lẹo các bạn. Để xem là Dĩ Lương Lẹo vô cái gì nha. 2 xô nước. Chắc là rồi xuống mất. Sao sao em phải phải nước quá ta. Vô, tôi được Hương nha, quay đi. Để xem bé Hương cái gì nha mấy bạn. 5 ký. Chị lớn vậy luôn hả? Lấy cục 5 ký này ra các bạn. Và đổi vào là cục 10 ký. Trời ơi, nó nặng kìa. Oh my god. Cầm mà thấy nó nặng thì mới rõ luôn. Tiếp theo là Tú nha, vô em. Vô nước kìa mẹ ơi. Có Hương gì chỗ chơi điện tài vậy. Chục ký cũng không chị. 10 ký. Ngay đây. Ngay đây luôn. Đây đúng không? Chà, hố thằng nhỏ à. Rồi, tiêu bé Tú ơi, tiêu bé Tú ơi. Nghiêng rồi, nghiêng rồi, nghiêng rồi. Để giữa, để giữa, để giữa vậy. Để giữa, để lăn quá. What the hell. Tú dữ quá mấy bạn ơi, nó chịu được là khoảng 20 ký rồi hả? Hai mấy ký luôn á. Rồi, tiếp theo là Dĩ, vô em. Tiền. Ờ, thằng này sao nó vô tiền kia ta. Đi xong đây quay mặt lại cho bóc tiền cái coi. Rồi quấn em. Tức là nó có gì. Đâu hả? Không mấy tờ lý. Wow. Wow. 100 k. Wow. Rồi. Thằng này nó vô tiền chứ mày. 10 ký. Sao rồi. Mấy bạn. Không còn chơi được. Ôi, vẫn chơi được. Tiếp. Tiếp. Gạt rồi chứ, gạt rồi biết chứ. Đó. Rồi, tiếp theo là Tú nó không dám hở nữa bạn ơi. Có phát biểu gì không em? Bình thường, thêm 20 ký cũng không sao nữa. Ok, vậy là giờ quay cái 20 ký em ơi. Chúng ta sẽ cùng xem bé Tú có mấy ký nha mấy bạn. Bánh xe nhỏ rất may mắn, bánh xe nhỏ nặng khoảng chừng 500 gram em. Nghe đây luôn. Bỏ nghe đây luôn. Nó dễ hiểu à, bánh xe nhỏ này dễ hiểu à. Rồi, nghe đây luôn. Cái này khoảng 2 lạng hả bạn ơi. Đây luôn á, khủng xin chơi ơi. Quá bình thường. Rồi, tiếp theo là Dĩ, đẩy nó qua đây toàn. Quay. Coi Dĩ được gì. What the fuck. Wow. Nó hên. Nó may mắn chưa, tiền kia nè. Ủa. 10 ngàn. Không sao. Rồi tiếp theo là bé Hương nha các bạn. Quay này nhẹ quá nhưng mà được luôn nha. Hương sẽ có là một xô nước. Ok. Sắp đi rồi, sắp đi. Nó bung ra kìa Hương, nó bung ra kìa. Để tự tạc hay tự quyết đoán vận mệnh của mình. Tự quyết đoán luôn hả? Đây nha. Đó đúng rồi, hợp lại. Bây giờ. Thôi rồi, hợp chết từ từ thôi. Chưa, nó mốp nước rồi kìa. Mốp miếng rồi. Chưa mốp miếng chưa sao. Chưa tàn. Ơi. Chưa. Tự mình nhiên. Chơi được. Tự mình nhiên. Còn chơi được. Được. Không có này khoảng 5 phút nữa mới chìm. Ê, được rồi. Đã cân bằng được rồi. Chơi giữa dễ chìm, nó không có lật, có bệnh đập đầu vô hiềm. Rồi, tiếp theo là Tú nha. Nhướng chẩn rồi nè.
qua đây Bảo ơi, canh thương chìm luôn đi, thương nha. Rồi Tú quay Tú ơi, cho em cục 5 kg không chìm. Rồi Tú cố gắng kiếm cục 5 kg cho anh Tú nha. Một xô nước. Nghe nước bển tạch 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 như vậy. Một lưu tờ, xô đầy tờ. Nhớ vào đâu. Một xô nước nha bạn. Không sao, Tú qua còn chịu được. Đúng rồi, chơi đẹp vậy, quay mạnh vậy đó. Để coi Hương có gì nha. Ở lộn, Dĩ có gì nha bạn. Tiền mới nghỉ luôn á. Lấy vô tiền cái nữa. À. 10 ký. Kìa kìa, cái cục đó. Cục đó 10 ký em. Cục tạ mà năng năng là 10 ký á. Rồi, Dĩ tạch nè, lo Dĩ vô coi Dĩ đi tạch nè các bạn. Rồi chưa? Còn được, còn được. Cầm đi cưng. Nè bây giờ em cầm cục đây không bố thì luôn, cầm luôn cho. Oh, cầm ra nè, mở để mình. Qua đâu? Cầm luôn, cầm luôn, cầm luôn. Ô. Cầm nào đi. Nghiêng kìa. Bỏ giá chút nữa. À được, mình hơn mình hơn. Rồi 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 rồi. Vô rồi Hồng cũng hù. Rồi hơn dớt em. Lần này cuối cái cú quay mạnh cho đúng nó nhầm ẩm. Ê, quay mạnh với nước vô. Bả xô nước. Tiền tiền. Ba xô nước, tao ăn. Bình yếu rồi. Luôn kìa. Bình yếu rồi. Rồi hơn ba xô nước các bạn, mà thì của nó là mình thấy là nó chạm với lại mực nước biển rồi nè, sắp tràn rồi. Không để anh dớt cho. Anh cứu cho, anh cứu cho. Cứu gì cơ? Không có, anh giúp em ra đi thanh thản. Đây là như lời nói cuối cùng với khán giả. Là mình vô mình có mạnh cỡ nào, cũng không chơi là mấy hàng nhân phẩm đâu. Thì cứ trước là cũng 30-40 kg á. Đây là 30 rồi nè. Làm sao nữa? 50. Quá dữ. Các bạn đó là mình giỏi, mình ra đi rồi. Đó nè, con nó tràn ra, nghe cái tiếng nó tràn. Gì chung vậy anh? Nó ọc 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 ọc. Không sao, không sao đâu, không sao. Có cái này, có cái này. Rồi, một người nữa đi. Chung kết. Chạy rồi. Ủa, ngay đây mới đúng. Nó rãi thì nó rãi làm sao luôn rồi. Đã tát là bạn luôn. Thôi, chơi lại cái hàng nhân phẩm. Nói chung là Hương nó đã chơi hợp lại hai hàng nhân phẩm các bạn. Bây giờ là tới lượt cô Tú nhân phẩm. Nhân phẩm. Vô em. Anh thấy em đỡ hơn Hương á. Nước em sắp ngập miệng rồi. Để xem bé Tú có cái gì đây. Mực kế. Bánh xe nhỏ. Wow. Nhân phẩm. Rồi vậy tạch coi. Thấy mực kế không? Bỏ lên đây nè. Cái này có hai lạng em. Rồi tiếp theo là bé Dĩ quay luôn em. Rồi cái không biết nói gì luôn. Hai xô nước. À, rồi. Rồi. Nước đó kìa. Nước kìa Toàn. Chơi luôn Toàn. Lại đây Toàn. Đây, 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 đây Toàn. Coi, mày có tập gì. Không được đụng vô bờ, gian em. Rồi, vô rồi. Nước luôn. Em kéo vô anh. Rồi, dứt. Rồi. Một. Đây đây đây, đựng nước hay gì vậy? Bạn đựng nước. Rồi, tiếp theo là Tú luôn. Còn bệnh mà không? Còn hai người nhanh nha. Đúng rồi, hai người mình làm liên tục luôn nha. Quay mặt vô nè, chơi với các bạn nè. Quay em. Để xem Tú có gì nha các bạn. Anh nghĩ là Tú 10 kg Tú tạch. Hồi hộp á. 10 kg. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi phải thử em chìm không? Phải thử. Đủ. Wow. À, nó cân bằng hơn nó kìa. Nó cân bằng. Không, nó chỉ là nó mướp nước mà nó bằng này kìa, nó mới tràn vô mới thua. Rồi. Lâu lắm anh, nó cỡ 10 kg nữa. Tiếp theo là Dĩ luôn quay em. Nó hụt nặng ký quá. Chết chắc rồi. Chơi mà toàn nó chết không à. Không mà nước vô nhiều thiệt, em bị gỉ nước nữa mà. Mẹ chết đi. Ké 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 ké. Bánh xe lớn. Bự gì vậy? Ừ. Kẻ. Không muốn làm gì làm đi. Đó làm cái đồ lái đi. Ủa để vô. Đúng rồi vậy đó. Lái. Ồ hợp lý không? Sắp rồi. Sắp rồi. Sắp rồi. Sắp rồi. Tú nó gơ ngẳng luôn các bạn ơi. Rồi quay luôn em. Nè. Dứt. Để xem Tú có gì nha các bạn. 5 kg rồi. 3 xô nước.
ba xô nước vô luôn tờ tiêu diệt tốn luôn. Một, nhanh lên, nhanh lên, hai, ba. Wow, nó không đáng gầm. Dứt nhân phẩm đối với nhân phẩm. Rồi ta lượt dĩ nha. Nói chung bây giờ còn toàn là những hình phạt hơi gây gớm nha các bạn. Do khá là nhiều người đầu hàng á nên đồ chơi giờ nhiều lắm. Đồ chơi quá trời luôn. Toàn đồ ngon không à. Mười cái đồ khá là ngon. Mười cái. Rồi sao rồi? Sao rồi? Đấy làm sao anh? Gì làm sao hả? Ok. Theo nguyện vọng luôn anh. Đây làm sao? Ok em. Người chơi luôn có quyền. Đúng rồi. Lá từ 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 nè anh đó đó thôi em chìm rồi rồi đây là tính thua nè. Cái bực nước mà nó bằng như vậy là tính là thua rồi nha các bạn. Các bạn thấy nó nằm dưới nước luôn không nè, đây nước nè, nên đã tính là vậy là tính là xử thua không vậy. Tốn nhân phẩm tốn chiến thắng các bạn. Mình sẽ xem nó đựng bao nhiêu ký trong đây nha. 10 ký nè. 10 ký không tin luôn. Cái này nhỏ nhỏ bỏ qua nha. Thì 10 ký nữa, 20 ký. Rồi cái này 5 ký nữa, 25 ký. 25 cộng với 8 là nhiêu? 33 ký. 33 ký đằng sau còn nữa hả? Không chịu đâu, anh giữ cho. 33 cộng với 5 là 38 ký. 38 cộng với muối với lại 2 bánh xe mình cho tổng cộng là 40 ký nha bạn. Nước nữa anh. Ồ nước nữa, tính nước thêm 5 ký nữa đi, 45 ký. Rồi vô vô cái chân đen bị hả, cử động không nổi. Vô người chiến thắng. Quá dữ. Cái chân nó đi không nổi anh ơi. Mình không ngờ là cái chiếc khoẹt đồ như vậy mà lại chiến thắng các bạn. Có lên được. Chứ không tốt rồi. Cái gì? Đây rồi. Rồi kết thúc cái game chế tạo huyền này thì Tú nó đã chiến thắng với cái huyền có thể tải được 45 ký. Và Tú nặng mấy ký nữa? Em 50, 51, 52 gì đó. Vậy là cái huyền của Tú nó phải chở được khoảng 100 ký các bạn. Quá dữ luôn. Và cái giải thưởng hôm nay là khá là nhỏ, bạn chơi vui thôi nên chỉ có 100 củ thôi nha. Nhưng mà đặc biệt là được tặng một cái cúp. Cái cúp này mới mua nhiêu ăn? 550. 5.5 xì các bạn. Đây. Cúp này là cúp chế huyền. Nói chung là game này là nó đòi hỏi là có một tí sáng tạo và may mắn nha các bạn. Ok, thì mình kết thúc video đây. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy lên đăng ký kênh nha. Thì đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Tạm biệt các bạn. Và hiện tại là web lamvlog.com của mình là có bán áo dành cho fan các bạn. Áo có chữ lamvlog và chữ ký đồ các kiểu nè. Và khi mua cái áo lamvlog này của mình thì các bạn sẽ có cơ hội trở thành những người chơi, những thử khách của mình nha. Ví dụ thử khách người cuối cùng trên cây đồ các kiểu các bạn. Nói chung là mình sẽ có vài giây quảng cáo thôi. Bạn nào có hứng thú mua áo thì mua giúp mình nha.